channel. Hello honey, welcome back to my channel. How are you? Hello honey, how are you? Welcome back to my channel. Hello honey, how are you? Welcome back to my channel. Hello honey, how are you? Welcome back to my channel. Hello honey, welcome back to my channel. How are you? Hello honey, how are you? Welcome back to my channel. Hello honey, how are you? Welcome back to my channel. Trong cái thời gian nghỉ dịch này thì Minh Tú cũng dành nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng tiếng Anh của mình. Một tuần 2 đến 3 buổi mình sẽ dành 1 đến 2 tiếng để FaceTime cũng như học online với thầy giáo dạy nhân của mình tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì mình đặt ra cho mình một cái thử thách. Và cái thử thách này là nó cũng không có dễ đối với mình, nhưng mà mình nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng hết sức. Đó là mình sẽ đọc một cuốn sách. Cuốn sách này là mình mua tại đây, tại Bali. Và cuốn sách này hoàn toàn 100% bằng tiếng Anh. Có thể là Minh Tú sẽ hiểu sơ sơ nội dung của cuốn sách này, là mình sẽ không thể nào hiểu hết 100% nội dung của cuốn sách, nhưng đâu đó mình sẽ hiểu được ý nghĩa của cái cuốn sách này. Và Minh Tú học được rất là nhiều từ vựng mới. Ví dụ như một cái trang giấy này, khi mà Minh Tú đọc sơ lược qua hết, Minh Tú nắm được cái ý, nhưng có những cái từ vựng mới Minh Tú không hiểu thì Minh Tú sẽ đánh highlight nó và Minh Tú sẽ search ý nghĩa của cái từ vựng này và học nó. Đó cũng là một cái cách hay theo Minh Tú nghĩ. Bên cạnh đó thì còn một thứ nữa,